Xin kính chào các quý nhà đầu tư đã quay trở lại chương trình PiTalk, bản tin chứng khoán tuần. Và trong tuần vừa qua thì chúng ta đã trải qua một tuần giao dịch tôi đánh giá là khá là sôi động và khá là tích cực khi mà VN-Index đã có diễn biến rất là tốt. Tuy nhiên trước khi chúng ta nói chi tiết về VN-Index thì hãy cùng điểm qua xem là thế giới trong tuần vừa qua đã có những cái gì thay đổi mà có thể khiến cho VN-Index có một cái sự khởi đầu và diễn biến thuận lợi như vậy. Trong tuần vừa rồi về thế giới thì có lẽ cái tin mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm và có thể nói là cả thị trường đều đang dõi theo đó chính là tin về chỉ số lạm phát của Mỹ trong tháng 4 và cái CPI của Mỹ đã trong tháng 4 thì chỉ còn mức là 4,9% thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường 0,1% khi mà thị cả thị trường đều đang kỳ vọng là lạm phát là trong tháng 4 là 5% và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cụ thể cái diễn biến của lạm phát trong tháng tư vừa rồi nó như thế nào nếu nhìn về các cái cấu thành nên chỉ số lạm phát của Mỹ trong tháng 4 thì có thể thấy được đó là yếu tố về lương thực thì gần như là không thay đổi và chỉ có xăng tăng nhẹ một chút trong khi đó thì các yếu các cái chỉ số về năng lượng khác thì đều giảm tuy nhiên thì chỉ số giá nhà ở thì tiếp tục tăng 0,4% trong khi đó tháng trước thì chỉ số nhà ở shelter cũng sẽ tăng cũng đã tăng 0,6% có chăng chỉ là tốc độ tăng nó chậm lại một chút mà thôi Nếu nhìn về cấu thành tạo nên được cái 4,9% trong tuần vừa rồi Thì có thể nhìn thấy đó là Energy chủ yếu là giá xăng đóng góp khoảng 10% Và Shelter như tôi nói trên là nhặt ở là tăng 3, cấu thành đến 35% Các yếu tố khác cấu thành đến 23% Một trong những cái thành phần, cái phần một cam 32% đó chính là giá các hàng hóa cơ bản đáng tiếc đó là trong tuần tháng vừa rồi thì gần như là các cái chỉ số của mặt hàng cơ bản trừ năng lượng thì đều tăng và cái yếu tố này là một yếu tố mà có lẽ là sẽ tiềm mẩn cho lạm phát của Mỹ trong những tháng về sau vì thông thường thì các cái yếu tố về commodity tức là giá hàng hóa phụ thuộc rất nhiều vào giá hàng hóa thế giới bên cạnh đó thì yếu tố nhà ở nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thị trường việc làm và là thường là một yếu tố gọi là có độ trễ so với cả nền kinh tế chính vì vậy nên là lạm phát nó có thể là nó sẽ giảm, ở Mỹ sẽ giảm, tiếp tục giảm nhưng mà cái mức độ giảm thì tôi nghĩ đánh giá là nó sẽ không quá nhiều trong các tháng tiếp theo. Bên cạnh lạm phát thì có một trong những cái tin khác mà làm cho cả thị trường Mỹ và cũng như cả thế giới đều cũng đều phải lắng nghe. Và hiện tại thì cái vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, đó chính là việc chính phủ Mỹ đang vướng trần nợ công. Nợ công tức là nợ của chính phủ Mỹ hiện tại thì theo tính toán thì đã lên đến mức là hơn 31.000 tỷ đô tức là tương đương với cả 160 phần 130 phần trăm GDP của nước Mỹ thì với việc mà cái mức trần nợ công đang mức cao thì nó sẽ làm cho đẩy nguy cơ chính phủ Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ nếu mà cái trần nợ công này không được nâng lên và với áp lực là chạm trần nợ công thì gần như có thể nói là cái chính các biện pháp về tài khoá của chính phủ Mỹ sẽ bị hạn chế lại và rất nhiều điều có thể xảy ra nếu như là chính phủ Mỹ vỡ nợ thì đây có một số cái top uh, trending của các bài báo thì có thể thấy được là rất nhiều bên thì dự báo là có thể là cái tiền trả lãi bất động sản hàng tháng có thể tăng 22% nếu chính phủ Mỹ phá sản với việc là chính phủ Mỹ chậm trần thì có rất nhiều nó sẽ cái điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người dân của Mỹ ví dụ như các chính sách về y tế xã hội cũng như là chi tiêu công thì đều sẽ bị thắt chặt bên cạnh đó thì các biện pháp mà chính phủ Mỹ có thể áp dụng để hỗ trợ nền kinh tế thì vì đối với nhà đầu tư Việt Nam thì những cái điều này mới là điều thiết thực hơn bởi vì các chính sách của Fed thì nó sẽ đều có ảnh hưởng trực tiếp bởi vì với những cái gọi là năng lực của chính phủ Mỹ khi mà chính phủ Mỹ chạm trần nợ công thì các biện pháp có thể áp dụng sẽ có thể thấp hơn và đây là một rủi ro đối với cả nền kinh tế thế giới vâng và đó là đối với tình hình thế giới và tổng quan lại thì đối với VNX thì trong tuần vừa rồi VNX đóng cửa mức 1.066,9% tăng 1,69% so với tuần trước. Vâng, rất nhiều 6 và 9. Và chúng ta hãy cùng nhìn xem là VN Index trong tuần vừa rồi đã có diễn biến cụ thể như thế nào. Và một điều rất là tích cực đó chính là bên cạnh việc là VN đóng cửa ở mức cao nhất trong tuần với gần như có thể nói là 5 phiên tăng điểm liên tiếp thì khối lượng khớp lệnh tức là cái volume cũng đã tăng lên khá là tích cực khi mà khối lượng khớp lệnh trung bình mỗi phiên lên đến 11.100 tỷ nó tăng hơn khoảng 10, gần 15% so với tuần trước ở mức khoảng 9.700 tỷ thì thông thường thì theo quan điểm kỹ thuật thì khi mà thị trường tăng điểm và với việc bên ấy đóng cửa nến tuần ở một cây nến xanh khá là dài và đóng cửa mức cao nhất và khối lượng tăng thì đây là một tín hiệu khá là tích cực vâng và trong tuần vừa rồi thì thị trường đã có khá nhiều tin tích cực để có thể hỗ trợ cho VN có được mức tăng điểm tốt như vậy tin tích cực đầu tiên đó chính là việc giá xăng dầu thì đã giảm và như cái biểu đồ quý vị có thể thấy ở đây đó là giá xăng dầu đã giảm xuống mức còn khoảng 21.000 đối với xăng RON95 tương ứng là mức giảm là 5,9% trong đợt điều chỉnh vừa rồi và mới xăng RON92 thì chỉ giảm còn 20.000 mà thôi thì với mức giảm này thì có thể nói là giá xăng dầu đã về mức là thấp nhất trong từ kể từ đầu năm đến giờ và nếu chúng ta nhìn vào trong vòng một năm vừa rồi thì đây cũng đang là giai đoạn mà giá dầu đang ở mức khá là thấp thì về việc giá xăng dầu thấp thế này thì tôi nghĩ là nó sẽ có hai tác động tích cực Tích đầu tiên đó là giảm áp lực cho lạm phát, tích thứ hai đó là làm giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp. Thông thường thì các nhà đầu tư hay có một câu là sell in May and go away. Tuy nhiên thì hiện tại chưa hết tháng 5, nhưng mà đến mùng 12 tháng 5 thì có lẽ là sell in May thì có lẽ là một sai lầm khi mà về đây đóng cửa tốt như vậy. Và tôi nghĩ một trong những cái thông tin mà hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường đó chính là thông tin là ngân hàng nhà nước tiếp tục giảm lãi suất điều hành vào chiều ngày thứ sáu vừa rồi thì ngân hàng nhớ đã có một cuộc họp với các ngân hàng thành viên và trong đó thì đã đưa ra cái chỉ đạo là rất có khả năng tôi xin chắc lại nó chỉ là rất có khả năng thôi đó là lãi suất sẽ tiếp tục giảm trong tuần sau hoặc là trong thời gian sắp tới thì cái mức mà được giảm thì được thị trường kỳ vọng tới mức 0,5 cho đến 1% và rất nhiều bài báo đã đề cập đến đó là lãi suất huy động thậm chí là có thể giảm về mức 7% một năm và lưu ý rằng nếu mà chỉ tầm 4 đến 5 tháng trước thì cái lãi suất huy động thậm chí đã có lúc lên đến 10 11% và cái mức giảm về 7% này thì chúng ta có thể kỳ vọng vào điều đó là lãi suất các doanh nghiệp có thể vay cũng sẽ về cái mức trạng thái bình thường hơn giúp cho doanh nghiệp dễ thở hơn và bên cạnh đó thì có thể chăng là có một phần dòng tiền nào đó tận dụng vốn vay rẻ này và chảy vào thị trường chứng khoán thì có thể mặc dù đấy không phải là định hướng của, của, của các cơ quan nhà nước nhưng mà nó cũng là một cái khá là tích cực đối với cả thị trường chứng khoán một trong một cái tin khác có lẽ không được tích cực lắm đó chính là tin về xuất nhập khẩu khi mà xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm lần lượt là 16,4 và 22 phần trăm so với cả cùng kỳ Tuy nhiên thì một điều cũng tích cực trong cái tin tiêu cực đó chính là về Việt Nam vẫn duy trì được thẳng dư thương mại tức là nhập khẩu vẫn đang ít hơn xuất khẩu và cán ngân thương mại hiện tại của chúng ta đang khá là tốt Mặc dù là thị trường thì có khá là nhiều cái tích cực Tuy nhiên thì trong tháng 4 vừa rồi chúng ta thấy được Có một cái tin mà nó thể hiện đúng cái tâm lý thị trường trong tháng 4 Đó là số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tiếp tục giảm sâu Chỉ còn khoảng 22.600 tài khoản được mở mới Và đây có lẽ là cái mức thấp nhất trong cả năm vừa rồi Và quả thật là nếu các quý vị để đầu tư chứng khoán Và theo dõi chương trình này thì cũng có thể thấy được Đó là trong tháng 4 vừa rồi thì thị trường quả thật rất là khó khi mà biến động thì thấp và giao dịch lanh quanh ở trong biên hẹp và cái điều này làm khá là làm nản lòng các chứng sĩ thì đây có lẽ là nguyên nhân khiến cho số lượng chứng khoán trong kỳ vừa rồi giảm mạnh như vậy và đấy là quá đủ những thông tin về vĩ mô bây giờ chúng ta hãy đi vào thị trường hãy xem xem là thị trường đã diễn biến như thế nào trong tuần qua và trong tuần qua thì có thể thấy được với mức tăng của vn index là gần 1,7% thì hầu hết các nhóm ngành chính của thị trường thì đều có mức tăng tốt có thể nói là dẫn sóng trong tuần vừa rồi chính là nhóm tài nguyên cơ bản với mức tăng là 3,3%. Có thể với những cái cổ phiếu tiêu biểu như là những cổ phiếu ngành thép như là Hòa Phát. Hòa Phát thì cũng đã vượt được cái mức cản 22.000 khá là lâu. Tiếp đến thì là nhóm dầu khí với mức tăng khoảng 2%, dầu khí hóa chất ngân hàng. Vâng, không thể thiếu được ngân hàng khi mà ngân hàng luôn luôn là trụ cột chính của thị trường và tất cả mọi con sóng lớn thì đều phải bắt nguồn từ trụ của thị trường chính là ngân hàng ngược lại thì ở phía mặt tiêu cực thì hầu như nó chỉ có một số nhóm ngành có diễn biến tiêu cực mà đều là những nhóm ngành không phải là nhóm ngành chính của thị trường ví dụ như ô tô phụ tùng giảm 2,2%, công nghệ thông tin giảm 1,9%, bảo hiểm giảm 1,58%, thực phẩm đồ uống thì có cái mức giảm 1,42% với sự suy giảm giá của cổ phiếu Sabeco và chứng khoán là sát, bia Sabeco giảm khá là nhiều. Nếu mà nhìn về các cái cổ phiếu mà có động lực tăng điểm nhất trong tuần vừa rồi cho thì có thể nói là về công banh và VHM là hai cổ phiếu mà có động lực giúp cho VNX tăng nhiều nhất bên cạnh đó thì có có BIDV và CTG cũng là nằm trong top 10 cổ phiếu và các nhóm ngân hàng quốc doanh là động lực của thị trường trong tuần vừa rồi bên cạnh Hòa Phát như tôi nói ở trên ngoài ra thì có hai cổ phiếu họ nhà Vic đó là Vinhome và Vincom cũng đều tăng điểm Vinamilk trong tuần vừa rồi thì cũng hội nhóm thực phẩm đồ uống thì có mức là đi ngang khi mà Quý 1 vừa rồi thì Vinamilk đưa ra kết quả kinh doanh là giảm 18% với doanh số gần như là đi ngang. Nó thể hiện cái việc là thị trường kể cả thị một trong những sản phẩm thiết yếu như là sữa thì cũng đã thể hiện là cũng đã gặp phải khó khăn khi nền kinh tế chứng nặng và với mức giảm 18% thì Vinamilk cũng giảm. Bên cạnh Vinhome và Vic thì có diễn biến khá là tốt, đặc biệt là khi mà có thông tin vào cuối tuần vừa rồi mà ông Vượng và Vincom sẽ tiếp tục cấp thêm vốn cho VinFast ở mức là ông Vượng bản thân ông Vượng sẽ cấp thêm 1 tỷ đô và VinGroup là cấp thêm 500 triệu đô cho VinFast để giúp cho VinFast có đủ tiền hoạt động trong ít nhất là từ 18 đến 24 tháng sắp tới. Và ngoài ra thì Vin còn VinGroup sẽ cam kết là có thể cung cấp lên một khoản vay 1 tỷ đô cho VinFast với thời hạn vay là 5 năm. Thì tôi nghĩ là cái điều này nó khá là cần thiết đối với sự sống còn của VinFast khi mà chúng ta đều biết là trong hồ sơ theo hồ sơ IPO của Vinfast thì Vinfast không còn có quá nhiều tiền mặt. Trong khi đó thì với việc là IPO ở thị trường Mỹ gặp khó khăn và gần đây đã có thông tin là VinGroup, à Vinfast đã phải tạm dừng kế hoạch IPO. Thì với việc VinGroup và ông Vượng phải tiếp tục hỗ trợ thêm vốn cho Vinfast là một điều mà tôi nghĩ là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên thì thị trường đã phản ánh khá là tích cực đối với cả thông tin này, đặc biệt là các cổ phiếu như là Vinhome hoặc là VRE. Bởi vì nếu mà để có cung cấp được nguồn lực cho Vingroup có thể tiếp tục hỗ trợ cho VinFast thì gần như là Vinhome và VRE sẽ có áp lực là phải gặt hái rất nhiều lợi nhuận hơn nữa để có thể trả lại về cho Vingroup. Đó là về cái diễn biến các nhóm ngành và cổ phiếu. Vậy thì còn diễn biến của các bên tham gia thị trường thì sao? Đầu tiên hãy điểm qua về khối ngoại thì khối ngoại trong tuần vừa rồi thì có một tuần diễn biến không được tích cực cho lắm khi mà khối ngoại vẫn đang bán dòng trên thị trường Mức bán dòng của khối ngoại là lanh quanh khoảng hơn 100 năm gần 150 tỷ trong tuần vừa rồi và trong đó thì tập trung bán mạnh vào 3 ngày đầu tuần. Tuy nhiên vào cuối tuần thì nước ngoài đã có dụng, triệu, triệu chứng đã có động thái là mua dòng lại trở lại. Và chúng ta đều biết là trong tuần vừa rồi thì có thông tin đó là một quỹ của Trung Quốc đã quyết định là sẽ đầu tư thêm vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó chính là quỹ China Trust Vietnam Opportunity với số vốn mà kỳ vọng sẽ giải ngân vào đó là lên đến 3.800 tỷ đồng tương ứng với cả khoảng là 5 tỷ đài tệ đây là lần huy động vốn lần thứ năm của quỹ này và nếu chúng ta nhìn vào danh mục mà quỹ này đang sở hữu thì có thể thấy được quỹ này đang có một danh mục khá gian trải và chủ yếu tập trung vào cổ phiếu vốn hóa lớn tiêu biểu như là VN Diamond ETF đó, à, chỉ số của ETF của các cổ phiếu hiện tại đã kín room và bên cạnh đó thì có một số cổ phiếu khác như là STB, CTG, Vietinbank hoặc là MBB, FPT, VPBank, Vietcombank, Hòa Phát và Vinhome. Thì đây có lẽ là một động lực để khi mà quỹ này bắt đầu giải ngân từ ngày mùng 8 thì có lẽ là đây sẽ là động lực cho thị trường để có diễn biến tích cực hơn à, trong thời gian sắp tới. Còn về phía khối tự doanh thì tự doanh vẫn duy trì đà bán dòng trong suốt cả tuần vừa rồi với mức bán dòng là 109 tỷ. Tuy nhiên thì cái mức bán dòng này nó cũng không đáng quá lo ngại và một điều mà tôi nghĩ là khá là tích cực trong tuần vừa rồi Đó là chúng ta nhìn vào thị trường phái sinh Khi mà vào thị trường phái sinh Chúng ta đều, nếu mà quý vị theo dõi về PyTalk khá là lâu thì có đều thấy được Đó là tôi hàng tuần tôi vẫn đang tổng kết lại về thị trường phái sinh Và cái xu hướng chung trong rất nhiều kỳ phái sinh vừa rồi Đó chính là nước ngoài họ long dòng Duy trì vị thế long dòng từ kỳ hạn tháng này sang kỳ hạn tháng khác Và tự doanh thì luôn luôn duy trì trạng thái short dòng nó cho thấy việc là tự doanh không có cái cái nhìn quá tích cực về thị trường tuy nhiên thì cái điều này tôi nghĩ đã chấm dứt vào hợp đồng tháng 5 này khi mà theo dữ liệu đến cập nhật đến thứ sáu vừa rồi ngày 12 thì tự doanh gần như đã đóng hết toàn bộ hợp đồng short của họ và họ chỉ còn giữ thậm chí là họ có chuyển trạng thái còn là long dòng nhẹ 11 hợp đồng thì tôi nghĩ là với việc là tự doanh ngừng short nó cũng là một cái tín hiệu cho thấy là thị trường sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực hơn trong tương lai Vâng, thị trường trong tuần vừa qua thì đã có khá nhiều diễn biến tích cực. Tuy nhiên, các nhà đầu tư hãy lưu ý là trong mọi cơn sóng, cho dù là một uptrend lớn nhất thì sẽ luôn luôn có một đợt điều chỉnh. Với việc mà thị trường đã tăng điểm trong suốt cả tuần vừa rồi thì có lẽ chăng một đợt điều chỉnh là cần thiết trong thời gian tới. Và một điều rất quan trọng đối với các nhà đầu tư đó là phân biệt khi nào là một đợt điều chỉnh lành mạnh và khi nào là một đợt điều chỉnh khốc liệt. Hãy đón xem Pytalk vào 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần để có được cái cập nhật và phân tích mới nhất của thị trường trong tuần vừa rồi. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán filechi để cập nhật thông tin mới nhất nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé